Hello, xin Đúng chào rồi. cô chú và quý anh chị. Đây chính là bạn Kiwi 8 tháng tuổi. Một ngày đẹp trời, mẹ cháu phát hiện là bạn không còn thích ăn cháo Chưa và có cơm nát răng nữa, nào mà à, sẽ kia hạ thích ăn nhai tất tần tật mọi thứ trên đời. Chính vì vậy mà mẹ cháu phải thay kể đổi cả thực đơn để dai cho thế bạn nhỉ, ăn thô nhiều nhưng mà hơn. ăn dai nó Ngày thế hôm nhỉ, nay hãy cùng làm món ghê mì gạo thật nấu với thịt nạc mày nhé. Cho dù món chính là gì thì Kiwi cũng sẽ được ăn rau củ quả luộc trước theo hình thức ăn dặm bé tự chỉ huy. Chị và mình cũng sẽ sử dụng nước luộc rau củ chế biến món chính luôn. Các bạn lưu ý hãy dùng dao cắt cưa cắt nhỏ những cái rau củ quả cho em bé dễ cầm nắm nhé. Khi cà rốt đã chín được một nửa, mình sẽ cho tiếp loại rau củ quả khác mà sẽ chín nhanh hơn để chín cùng với cà rốt. Và các bạn biết đây là gì không ạ? Chính là ngồng. Cũng là lần đầu tiên mình cho Kiwi ăn ngồng, bởi vì là mấy hôm nay thì cả nhà mình đang bị cúm. Kiwi thì mặc dù tiêm cúm rồi, tuy nhiên thì mình cũng sợ rằng em bé có thể là sẽ bị cúm, nên là mình cứ cho ăn ngồng tỏi cho có thêm chất kháng sinh. Ta da, vậy là đã xong món đầu tiên rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ rửa sạch, ngâm nở và cắt nhỏ mì gạo và đong lượng thịt cần thiết. Bạn có thể đánh tan các vầng thịt băm với một chút lọc, sau đó bỏ vào nước luộc rau củ vừa nãy để nấu mì. Trong lúc chờ nước sôi, tiếp tục khuấy tan thịt băm. Nước sôi, chúng ta bỏ mì vào đun nhừ. Cuối cùng bỏ hành lá vào, đun thêm một lúc và tắt bếp. Đã xong món thứ hai. Có ai giống như mình không ạ? Mình thích nhất là đánh thức con mình khi mà nó đang ngủ say như thế này, để trả thù những lần mà nó đánh thức mình nửa đêm và sáng sớm, kể cả cuối tuần hay là trong tuần. Chung chung chiêng chiêng yung yung yang 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 yung. Hơi hơi yang yang. Xin chào công chúa Kim Mập nha cái. Hiểu với các bạn, đây chính là bạn Kim Mập. Bạn Kim Mập không bao giờ dùng được yếm ăn dặm silicone, bởi vì bạn ấy cứ gặp yếm như này này các bạn ơi. Thế thì hôm nay mẹ bạn Kim Mập cho bạn Kim Mập ăn thử cái này xem là bạn Kim Mập có bỏ cái kia không nha. Có bỏ cái miếng này ra đâu nha. Đấy. Đây là cưới. Đấy. Bỏ mồm. Con phải dùng hai tay của mình cơ. Một tay con cầm cái này rồi làm sao mà được. Đấy, Kim Mập ơi, đấy, hai tay của con. Đúng rồi. Kì ơi à. Ôi. Nè, mama, mẹ giúp con một lần. Ôi, chà chà. Đây chính là ngông tỏi đấy. Kim Mập, Kim Mập, Kim Mập. Mama. Đấy. Ngon nhỉ. Ngon nhỉ. Ê. Nhìn nhìn. Nhìn 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 ơi. Con ăn thử cái này nhé. Ôi trời. Mama, mama, đây, đấy, đúng rồi, gọi quá, đúng rồi, ừ, cho mừng nhanh. Ôi trời, thương con gái thích quá mẹ. Đúng rồi, đấy. Mom,
Nhời thế nào? Nhời cá nhỏ. Đúng rồi. À, giỏi quá. Đúng rồi. Mập mập. Ôi dồi, không mà. Ôi dồi, không mà. Cái này không phải gì. Mập 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 mập. Dạ dạ. Ngon quá. Ngon quá. Mì chú ngon thế nhở? Mì chú ăn với thịt băm đấy con. Ngon lắm luôn. Khi mập ơi. Chà. Chuyện nghe điệu nghệ thế nhỉ? Nó nghe như kẹo cao su nhỉ? Này. Đi. Đúng rồi. Đúng rồi. Có bao mồm. Ôi trời ơi, con có ba cái trong này à? Ôi. Đi ơi, ông bà, cái này không ngon. Hôm nay để với bà. Đi, 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 đúng rồi, đúng rồi. Chuẩn rồi, ghi giỏi nhất rồi. Con ăn nhồng tỏi để chống cảm cúm nha. Rồi, đi ghi mật. Chào các cô, các chú, các bạn đi con. Bye bye nào.